con mời mẹ. Ủa, cái thứ gì đây? Dạ, ba con mang lên đó mẹ. Đây là cây nhà lá vườn, không có thuốc, ăn tốt cho sức khỏe lắm đó mẹ. Bộ là nhà cô tưởng là gia đình tôi đói rồi thiếu kém hay sao vậy? Mà ba cô gửi ba cái đồ này lên à, hả? Không không, mẹ hiểu lầm con rồi. Ba con không có ý đó đâu mẹ. Chỉ là muốn mang lên cho mẹ ăn vậy thôi à. Ba chồng cô mà nhìn mấy cái thứ này nè, nhiều khi còn đội mồ sống dậy đó. Rồi hỏi tôi, trách tôi, sao mà có đứa con dâu này nè mà lọt trong cái gia đình này. Dạ vậy mẹ con... Nè tôi nói nè, thằng Hải nhà tôi đó, nó nhất quyết nó đòi lấy cô, chứ cô đừng có mơ. Bực bội hả? Mẹ bớt giận nha mẹ, để con đem con cất liền á. Thôi đi đi, đem đi giùm tôi đi. Dạ. Mẹ. Ủa? Ôi trời, ngồi ngồi xuống đi con. Ồ, con dâu của mẹ, đi làm gì mệt không con? Mệt lắm mẹ, nhà mẹ trong hốc bà xó vậy nè. Mỗi lần đi về nắng nôi muốn sốc nhiệt luôn á. Con đâu có muốn đi đâu, tự nhiên ông Phong cứ bắt con đi hoài à. Biết gì ở nhà phè nằm ngủ mới lạnh cho sướng. Em, hôm nay là ngày giỗ của ba anh, làm gì làm em phải xuống chứ. Thôi thôi thôi, mẹ biết con dâu của mẹ mệt rồi, để mẹ rót nước nha. Ủa mà thôi ngưng lại đi, rót nước cho chị uống kìa. Dạ dạ. Mẹ. Sao con? Ôi trời ơi, hoài gì con mà sang dữ vậy hả con dâu? Ôi trời, cái gì vậy con dâu? Con đâu có biết cái gì đâu, con bận lắm. Con đưa tiền cho ổng đi mua á, mẹ muốn biết cái đó là cái gì thì hỏi con trai của mẹ. À, gì vậy con? À, trong đây là nhân sâm với lại tổ yến á mẹ. Ôi trời ơi, quý quá quá. Mẹ có đứa con dâu này là mẹ phước đức ba đời đó con. Mẹ cảm ơn hai con nhiều nha. Có gì đâu mà quý hóa mẹ ơi. Nhà mẹ nghèo á, mẹ thấy mấy cái này quý. Chứ nhà con á, ba đồng bạc lẻ mới mua cái này mà. Ủa, con Hải đâu rồi, giờ này chưa về? Dạ, chắc ảnh đi gặp khách hàng, sắp về tới rồi đó mẹ. Bởi tôi nói thằng Hải nhà này á, nếu mà nó lấy vợ giàu như thằng Phong vậy nè, thì bây giờ ở đâu mà đầu tắt mặt tối mà chưa về. Hồi xưa nó đòi lấy cô đó, chứ tôi nói thiệt với cô nha, cô không có phước bước vô đây đâu. Mẹ, bây giờ ngồi đó làm gì? Đi xuống nhà nấu nướng đi, cúng kiến đi chứ. Dạ. Nhìn thấy ngứa mắt à. À, uống đi con, uống trà đi con, nóng nực lắm hả? Dạ. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Ủa, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ, vợ chồng con qua thăm mẹ, thấy mẹ ngất xỉu. Sao mẹ có bệnh mà không nói gì với tụi con hết vậy? Bác sĩ nói là mẹ có một khối u ác tính, cần phải phẫu thuật gấp đó. Nói với anh chị, rồi anh chị có tiền mổ cho tôi hả? Đã làm không ra tiền, còn bày đặt quan tâm tôi nữa. Dù là tụi con không có tiền, nhưng mà mẹ gặp chuyện thì tụi con cũng sẽ cố gắng hết sức để lo cho mẹ mà. Mẹ, 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 mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao đâu con, tuổi già là vậy đó, con đừng có lo. Con có nghe vợ chồng chú ba nói rồi, mẹ cứ yên tâm mà mổ nha, tiền bạc đừng lo gì hết. Tiền bạc đừng có lo rồi ai lo? Thì vợ chồng mình lo. Anh, ra ngoài em nói chuyện chút. Trước mặt mẹ anh ăn nói bậy bạ gì á hả? Ủa bậy bạ cái gì em? Thì anh nói như vậy để mẹ yên tâm chữa bệnh thôi mà. Anh hay quá hả? Tiền đâu anh cho mẹ mà anh hứa? Sao anh nói anh không biết suy nghĩ vậy vậy? Tôi nói rồi, để vợ chồng thằng ba lo đi. Mẹ, đi đâu vậy mẹ? Mẹ, thì em, thì vợ chồng mình cũng có tiền mà. Với lại hồi xưa mẹ cho mình miếng đất, bây giờ mình báo hiếu cho mẹ cũng đúng mà. Anh quên á là anh làm ăn thua lỗ, miếng đất anh bán em trả nợ rồi hả? Bản thân anh à, còn lo chưa xong, ở đó mà lo cho người khác. Anh nói với em nha, đó không phải là người khác, đó là mẹ của anh, là mẹ chồng của em đó chú. Là mẹ của anh,
nhưng mà không phải là mẹ của tôi. Mẹ chồng á thì cũng chỉ là người dân nước lạ thôi. Mà tôi nói anh nghe nè, má già rồi, trước sau gì cũng xuống lỗ thôi. Giờ đổ bệnh ra, xuống lỗ sớm xíu, làm gì mà ghê vậy? Tự nhiên tốn cục tiền cho bả, anh có bị rảnh không? Mà anh muốn lo cho bả thì anh đi làm mà lo, đừng có lôi con này vào chuyện gia đình của anh. Mẹ, bà bị điên hả? Sao hôm nay bà dám đánh tôi? Cô đúng là một con người trơ trẽn mà. Tôi chưa bao giờ nói nặng cô một lời. Tôi luôn chiều chuộng cô. Cô lại dám nói tôi là những lợi như vậy. Cô đúng là một đứa ích kỷ, một đứa độc ác. Tôi ích kỷ, độc ác? Bà thương tôi á, hay là bà thương tiền của tôi? Nếu mà tôi nghèo, nhà tôi không có tiền á, thì bà đối xử tôi cũng như con My thôi. Chứ tốt đẹp cái gì? Bà chửi tôi độc ác hả? Bà nhìn lại bản thân bà đi. Bà coi người ta có là con người không? Nghèo mà bày đặt sĩ diện hả? Bà định ăn bám tôi đến bao giờ? Con này không có ngu mà đem tiền rồi cung phụng cho mấy người hoài đâu. Chị Hai à, mẹ đang bệnh á, chị giữ bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Tao chứ không phải là mày để bà đánh, bà sỉ nhục. Hồi xưa nó đòi lấy cô đó, chứ tôi nói thiệt với cô nha, cô không có phước bước vô đây đâu. Đe đâu cưới cổ cũng nhịn nhục mà sống. Đàn bà mình như vậy là ngu. Sống là cho bản thân mình chứ không phải là cho người khác. Em, còn anh xài tiền của tôi, sống trong nhà tôi, mà mẹ anh đánh tôi, anh cho mắt ra nhìn thì chuẩn bị ký đau ly về đây là vừa. Thứ nhu nhược. Em mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi. Ăn nhiều cho mau khỏe nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Uống miếng nước thôi đi mẹ. Sao không mẹ? Mẹ không sao đâu. Mẹ cũng gần chết rồi. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Mẹ nhất định phải khỏe mạnh. Mẹ phải sống với tuổi con tới 100 tuổi nha mẹ. Con đừng có an ủi mẹ. Số tiền ở đâu mà con có, con chữa cho mẹ vậy? Mẹ cũng gần tận số rồi mà. My, cảm ơn anh. Anh phải là người cảm ơn em mới đúng. Mẹ ơi, con có tiền đóng tiền viện phí rồi nè. Mẹ yên tâm chữa bệnh nha mẹ. Mà tiền ở đâu tụi con có vậy? Mẹ nè, đây là tiền bát đất của ba mẹ vợ con. Vợ con tạm mượn trước, cộng với số tiền mà bấy lâu nay tụi con dành dụm, chắc là cũng đủ tiền để trả tiền viện phí cho mẹ. Mẹ đối xử tệ với con. Sao con lại? Mẹ, con không có suy nghĩ gì đâu. Con cũng không có để bụng gì hết á. Mẹ biết sao không? Mẹ là mẹ của anh Hải, mà anh Hải là chồng của con. Cho nên mẹ cũng chính là mẹ của con. Nghĩa vụ của con là phải chăm sóc cho mẹ. Số tiền này lớn quá, làm sao mà mẹ có mẹ trả lại cho tụi con? Công ơn cha mẹ thì bao giờ có thể trả hết được hả mẹ? Mẹ yên tâm, tụi con còn trẻ, số tiền này có thể kiếm lại được. Mẹ thì chỉ có một mà thôi. Mẹ xin lỗi hai con. Trước giờ đó, mẹ coi trọng người giàu, khi dễ người nghèo, nên mới lên cơ sự như vậy. Có hoạn nạn á, thì mẹ biết được chân tình, mà biết ai là con dâu của mẹ. Hai mẹ con cảm động quá, con nổi hết da gà rồi nè. Cha mày. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con ra gặp bác sĩ làm thủ tục để nhanh nhất có thể mẹ được phẫu thuật, rồi còn khỏe lại với tụi con nữa.